Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4, tại khu vui chơi giải trí dành cho thanh thiếu nhi dừng hoạt động từ Tết âm lịch, thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ đứt dây cáp khiến hai cháu nhỏ bị thương. Cụ thể là vào thời điểm trên thì hai cháu nhỏ cùng bố mẹ đi uống cà phê tại quán BB nằm trong khuôn viên khu vui chơi. Phía người nhà của các bé cho biết trước khi xảy ra sự việc, hai cháu bé tới mua vé ở quầy và vào chơi khi trục quay lên một lượt và chuẩn bị quay xuống thì đứt cáp. Cả hai cháu nhỏ đều bị sốc rất nặng vì rơi từ độ cao khoảng 5 mét và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Theo người quản lý ở khu vui chơi này, trước Tết âm lịch, phía công ty đã cho dừng hoạt động tại cuộc trò chơi này. Tuy nhiên hôm nay là chủ nhật, có một sinh viên nam đi làm thêm, chưa nắm rõ nên đã cho các cháu nhỏ chơi và sự việc đáng tiếc trên xảy ra.